Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn Gotama dạy, người đàn ông chân chính khi chọn vợ về để ở trong gia đình thì họ sẽ không chọn người đàn bà có nhan sắc xinh đẹp mà không có giới hạn, mà họ sẽ chọn người đàn bà có nhan sắc bình thường nhưng đầy đủ giới hạn. Và thế nào là người đàn bà đầy đủ sức mạnh của giới hạn? Một, sống đúng giới luật của Phật mà đã thọ, nghĩa là tam quy ngũ giới, và giữ lời giới luật của chính phủ nơi mình đang sinh sống, không hề vi phạm lỗi nhỏ nhặt nào. Hai, luôn tu tập an trú, xa rời những sự ham muốn không lành mạnh và tránh xa những lời nói xấu ác. Ba, luôn thấy đúng, hiểu đúng, cái biết, cái thấy cao quý, để ý cảm giác của mình, để không cho khởi lên những ý nghĩ và lời nói tiêu cực, để không làm khổ mình và không làm khổ người. Người đàn bà có đầy đủ giới hạnh thì sẽ có trí tuệ, mà người có trí tuệ thì luôn làm những việc thiện lành, vượng phu ích tử. Và sau khi chết, người đàn bà có giới hạnh sẽ được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Trích trong kinh Tương Ưng bộ 2 chương 3 Tương Ưng Nữ Nhân trang 310 trong Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy Nikaya.